bé sữa bé kem xin chào tất cả các bạn ơi, hôm nay bạn kem bạn sữa sẽ đi săn trứng khủng long các em nhá, trứng khủng long hóa đá đấy. Chúng mình săn ở đâu hả con? Đâu để mẹ quay cho các bạn xem nào. Wow các em ơi, ở trên hòn đá đây chúng mình, các bạn ấy đã tìm thấy một quả trứng khủng long hóa đá nha các em ạ. Quả có rất nhiều những chú khủng long con ở bên trong đấy. Chú khủng long này đã đóng thành đá rồi đấy. Wow, quả trứng khổng lồ này, này trứng đóng đá rồi đấy các em ạ. Trứng hóa thạch rồi đấy. Bây giờ chúng mình hãy khiêng về đi con ơi. Không, hai em cầm khiêng về. Sờ sữa bê lên cho mẹ xem nào. Ui, lạnh à con. Đây là trứng hóa đá rồi. Đóng băng rồi đấy, trứng này đã đóng băng rồi đấy. Ôi giời ơi, bạn kem không cầm được à con, cố lên. Đâu bạn kem úp xuống, bạn kem rơi đi các bạn xem đi con. Bạn kem về đi con ơi. Ôi lạnh đấy. Bạn kem và sữa lạnh quá các em ạ. Wow, chú khủng long đây này. Yeah. Là hai anh em khiêng về đi con. Anh em khiêng về đi con. Mình khiêng về nhà. Đúng rồi, mình khiêng về nhà nhá, để mình sẽ đập ra và mình lấy chú khủng long ra con ạ. Đúng rồi, mình sẽ lấy chú khủng long ở trong đá ra nhá. Sữa lạnh chạy đâu đấy con ơi? Kem có về được về không con? Lạnh quá hả con? Con đã biết cầm được cái đầu tiên rồi. Chú khủng long này là con nào có mấy chỗ đuôi nó bị thủng ra nên cầm. Nào bây giờ chúng mình cầm về đi con. Chúng mình bê về nhá. Rồi bạn kem bạn phải cho bê vào chiếc vỏ của quả trứng khủng long các em ạ. Để các bạn ấy bê về đấy. Bây giờ chúng mình sẽ bê về và chúng mình đập trứng ra nhá. Các em ơi, hai bạn ấy đã khiêng được quả trứng khủng long về hóa đá về đây rồi đấy các em ạ. Bây giờ bạn sữa bạn sẽ dùng búa bạn ấy đập ra nhá. Để chúng mình lấy những chú khủng long ở bên trong nhá. Bây giờ các con ấy đập ra đi. Wow. Cố lên bạn kem, cố lên. Wow, sữa ơi con lấy những chú khủng long ra đi con. Con đập ra đấy, con được ra hết sớt luôn. Chúng mình xem chúng mình có được mấy con khủng long nha. Con khủng long này vẫn bị đông cứng rồi. Đấy. Wow. Đập nhẹ nhàng thôi con. Chúng mình đập nhẹ nhàng những con khủng long đấy thôi nha. Vỡ đấy. Khủng long thì mình sẽ làm có tội hơn nữa. Ý, bạn kem mà đang đập đá để lấy những chú khủng long ra đấy các em ơi. Sữa làm gì đấy con? Sữa nhặt khủng long lên đi con. Sữa ơi, sữa nhặt khủng long lên đi. Wow, bà sữa bạn thích ngành nghịch những viên đá đấy các em ạ. Ôm đá đấy, chú khủng long ấy đang ôm đá đấy. Rồi, chú ấy bị đóng đá rồi đấy. Đâu, bạn kem ơi, được con khủng long này, con ấy bỏ lên ghế đi. Cho bạn khủng long đứng lên ghế cho các bạn xem. Các bạn khủng long tê hết người rồi. Đúng rồi. Ở đây một ngày. Mẹ. Bạn sữa bạn đi đập đá. Đập cho vỡ đá đi thì để tí nữa mẹ còn quét. Đổ các chú khủng long rồi bạn kem ơi. Wow, thế là chúng mình được mấy chú khủng long đấy bạn kem ơi. Kem ơi mình được mấy chú khủng long? Con lại đếm đi. Và chúng mình đã được 5 chú khủng long rồi đấy bạn kem ơi. Chích. Những chú khủng long đã được thoát ra khỏi tảng đá nha. Các bạn khủng long đang chạy đi chơi rồi đây. Nhưng mà các bạn khủng long này vẫn còn đá này. Bạn khủng long vẫn còn đá hả con? Các bạn chơi thêm một búa. Thôi kệ bạn ấy, chắc là bạn ấy tan hết ra đây con ạ. Bây giờ các bạn chú khủng long đang chạy đi chơi đấy bạn kem ơi. Bạn khủng long bị đổ. Bạn bị đổ rồi đấy. Chích. Chích. Bây giờ đang cái này các bạn rơi xuống
Oh, cả hai bạn đều được canh đồ càng rồi. Ba bạn được canh đồ càng quá. Wow, bạn khủng long to này cũng đổ canh đồ càng rồi đấy bạn Kem ơi. Con cho các bạn đi chơi đi, các bạn nên được thoát ra khỏi tầng đá, các bạn sẽ thích đi chơi lắm đấy. Là chúng mình cho bạn khủng long đi chơi đi. Đúng rồi. Đuôi bạn khủng long này dài hơn. Đúng rồi, tại vì bạn ấy to hơn đúng không? Mấy cả bạn khủng long này chạy nhanh cực. Đấy không? Đấy, khá được đá rồi. Đấy, bạn khủng long này sẽ đang nói chuyện với nhau nha. Thôi bạn, đây bạn khủng long đi chơi đây. Kem thì đang chơi khủng long, còn bạn Sữa, Sữa ơi con đang làm gì đấy? Đập. Ồ, bạn Sữa vẫn đang đập đá kìa. Đập đá để cho nó nhỏ thôi là. Để cho người đá to mày bị chảy máu chân đá nó không bị đâm vào không sao mẹ ạ. Nên bạn Sữa phải đập ra. Thôi bây giờ chúng mình chào tạm biệt các bạn đi con. Chào các bạn, lần sau nhé, tạm biệt các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh Bé Kem Bé Sữa để xem video mới hàng ngày nha. Cảm ơn các bạn, tạm biệt các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh giúp chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn.